Xin chào các bạn. Chào mừng đến với Planet Yoga cùng tôi, Master Kaman. Hãy tận hưởng những phép lạ yoga biến chuyển cuộc sống của bạn. Hãy tập cùng tôi. Xin chào. Xin chào các bạn. Các bạn có khỏe không? Bạn bắt đầu một ngày bằng yoga và hãy xem chính bạn khiến nó tuyệt vời như thế nào. Bạn sẽ thấy rất tuyệt vời. Nào, ta hãy bắt đầu. Ta sẽ bắt đầu từ cơ bản. Ngay cả khi bạn không tham gia những phần trước cùng tôi, bạn vẫn có thể bắt đầu từ đây. Hãy vui vẻ nhé. Bạn không cần gì nhiều và cũng không có gì phải lo lắng cả. Cứ bắt đầu từ đây và sẽ thật thoải mái. Các bạn có thể chọn khăn đặt dưới mông như thế. Được không nào? Hôm nay ta sẽ ngồi tư thế nửa hoa sen. Nếu bạn muốn ngồi tư thế khác cũng được. Chọn bất kỳ tư thế nào, miễn là các bạn cảm thấy thoải mái. Sthiram Sukham Asukham có nghĩa là thế đấy. Chúng ta thật thoải mái. Nếu bạn không thể khoanh chân, không sao cả. Bạn có thể ngồi trên ghế, nhưng luôn luôn chắc rằng lưng bạn rất thẳng. Được chưa nào? Ta sẽ ngồi thế nửa hoa sen hôm nay. Chân phải đặt trên chân trái, ngồi cao lên, lưng thẳng. Ta sẽ tập kỹ thuật hít thở. Kỹ thuật này sẽ làm cân bằng và tống các chất độc ra ngoài. Và ta sẽ bắt đầu bằng hít thở một bên mũi. Ví dụ như bạn hít vào bên phải và bạn cũng sẽ thở ra cùng bên. Và ta sẽ làm liên tục 5 lần. Và ta sẽ làm mũi bên kia. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Và như thế sẽ giúp cân bằng các bên hay giúp thanh lọc. Và để tôi nói bạn nghe, hít thở chính là năng lượng cho cơ thể bạn. Nó sẽ mang đến năng lượng tuyệt vời. Và bạn càng tập luyện, bạn sẽ càng mở rộng cơ thể. Nào, ngồi cao lên, lưng thẳng. Hãy đưa tay phải ra trước mặt. Bạn gấp hai ngón tay như thế này. Còn hai ngón tay cuối, bạn sẽ dùng để bịt lỗ mũi bên trái. À không không, đó là bên phải của bạn. Bên đó là tay phải của bạn. Hít vào thở ra bằng lỗ mũi bên phải 5 lần. Nào sẵn sàng chưa? Bịt mũi trái nào. Nào hít vào bên phải và thở ra bên phải thật mạnh nhé. Ta bắt đầu nào. Tốt, hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Một lần nữa, hít vào, thở ra. Tốt lắm. Bây giờ dùng ngón cái bịt mũi phải. Và bạn chỉ hít vào, thở ra bằng mũi trái thôi. Hít vào, thở ra. 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 Một lần nữa, hít vào, thở ra. Tốt. Ta sẽ làm lại một lần nữa giống như vậy nhé. Bịt mũi trái và hít vào thở ra bằng mũi phải. Được chưa nào? Bây giờ bịt mũi trái bằng hai ngón cuối. Đừng đút vào trong như thế nhé. Cứ để ở ngoài. Nào ta bắt đầu. Hít vào, thở ra. 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 Tốt lắm. Hãy bịt bên mũi phải bằng ngón cái và hít vào, thở ra bên mũi trái. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Một lần nữa nào. Hít vào, thở ra. Tốt lắm. Hạ tay xuống nào. Bạn thấy không? Bạn có thể tập thế này 10 lần. Bên này và rồi bên này. Và bạn có thể làm vài lần. Có thể là 3 lần. Tốt. Và tôi muốn bạn học kỹ thuật này và đừng tập trước khi ngủ, được không? Tốt nhất là tập vào buổi sáng và tốt nhất là khi ta hít thở để tạo ra hơi nóng và năng lượng. Và kỹ thuật này tống chất độc ra ngoài và đánh thức bạn. Bây giờ, tôi sẽ hướng dẫn các bạn một kỹ thuật thở khác tên là Sitali Trinima. Kỹ thuật này giúp cơ thể các bạn trở về trạng thái cân bằng bình thường. Nhiệt độ môi trường bên ngoài đang rất nóng, nhiệt độ cao. Bạn có thể tập kỹ thuật này để khiến cơ thể cân bằng. Và cả những người bị cao huyết áp, đây là một kỹ thuật tuyệt vời. Tập trong vòng 3 phút rất tốt, 5 phút càng tốt hơn. Được không? Bạn sẽ làm là thè lưỡi ra. Và giống như chiếc lá, bạn nên làm nó như một ống hút hay như chiếc lá khi thè ra. Và hít vào trong miệng qua lưỡi, ngậm miệng lại
và thở ra đằng mũi. Nào, ta sẽ tập. Ngồi thẳng lên. Bạn làm nào, thè lưỡi ra và bạn cuộn tròn nó thế này. Và rồi ngậm miệng lại và thở ra bằng mũi. Hãy làm lại nào, thè lưỡi ra thế này. Và ngậm lại. Thở ra. Rất tốt, làm lại nào. Hít vào. Thở ra. Hít vào và hãy tiếp tục tập. Đây là một kỹ thuật rất hay để điều hòa máu. Nhiều người bị cao huyết áp, đây là kỹ thuật rất tuyệt. Nào, thở ra. Tốt. Ta hãy làm 5 lần nào. Giống như vậy, hít vào. Thở ra bằng mũi. Hít vào bằng miệng. Thở ra bằng mũi. Được rồi, 3 lần nữa. Hít vào bằng miệng. Thở ra bằng mũi. 2 lần nữa, hít vào. Một lần nữa, hít vào. Và thở ra. Tốt lắm. Từ từ mở mắt ra nào. Nhiều khi các bạn nghĩ nó rất buồn cười, nhưng mà nó rất tốt đấy. Nó giúp các bạn tập sử dụng cơ ở lưỡi và miệng. Bây giờ ta sẽ tập một kỹ thuật khác nữa, cũng giống thế, nhưng lần này bạn sẽ nín thở trong ít nhất là 10 giây nhé. Nào, ngồi cao lên, thẳng lưng, giống kỹ thuật trước, làm mát hơi thở. Sitali có nghĩa là mát. Nào, chúng ta thè lưỡi, hít vào. Ngậm miệng và giữ hơi. Giữ hơi trong khoảng 10 giây. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Thở ra đằng mũi nha. Rất tuyệt. Hãy làm thêm 4 lần nữa nào. Thè lưỡi ra. Giữ hơi bạn trong 10, 9, 8, 7, 8, 5, 4, 3, 2 và thở ra. Tốt lắm, 3 lần nữa, hít vào. Năm giây nữa và thở ra. Hai lần nữa, hít vào. Giữ hơi trong 5 giây. Và thở ra. Nào, lần cuối, hít vào. Và thở ra. Tốt. Từ từ mở mắt ra. Bạn thấy đó, những người cao huyết áp, tôi không đề nghị giữ hơi. Tuy nó không nguy hiểm, nhưng điểm chính là bạn nên tập theo sức của mình. Không phải như thế này không tốt đâu. Cứ làm theo sức của mình. Và một khi bạn cảm thấy không thể giữ nữa, phải thở ra. Nào, bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập cho việc giải tỏa sức ép. Vì ta đã ngồi khá lâu, lưng đã cứng hay bị ép quá. Nào, để tay như thế này, thả khuỷu xuống thế này. Nhưng đừng nhấc chân lên nhé. Đưa tay lên như thế này, giữ như thế này, chắc chắn là đặt gối xuống. Giữ như vậy trong 4 nhịp thở nhé. 3 2 và từ từ ngồi lên và đặt tay trái xuống, giơ tay phải qua đầu, giữ như thế và hít thở 1
2 3 Hít thở thật sâu. 4 Và từ từ ngồi dậy, rất tốt. Bây giờ, để tay trái lên đầu gối phải. Tay phải đặt ra sau như thế này. Nhìn ra sau và giữ tư thế này. Xương sống dài ra. Lưng thẳng, một nhịp, 2, 3 và 4. Tốt lắm, nhìn ra phía trước, thả lỏng. Tay phải lên gối trái. Và quay ra sau nhiều hơn. Và hít thở, một nhịp, 2, 3. Một lần nữa, 4. Và nhìn ra trước, thả lỏng. Bây giờ các bạn đặt hai tay ra phía trước và thả khuỷu xuống có thể. Đầu chạm vào tay như thế này. Nhớ là đừng nhấc mông lên, cứ đặt mông xuống. Bạn có thể ép tay và đầu cúi xuống. Tốt lắm. Từ từ ngồi dậy, đẩy tay vào và ngồi dậy. Giờ chúng ta chuyển hướng, thẳng chân. Nào, ta hãy tập vài bài tập để giải tỏa sức ép lên hông, lưng và đầu gối. Ôm lấy gối phải, thật chặt thế này, rồi duỗi. Ôm chân trái, rồi duỗi. Bạn thấy không? Rất đơn giản. Khi bạn ôm gối, nhớ thẳng lưng, đừng khom. Giữ lưng thẳng và duỗi ra. Bên trái ôm và duỗi. Lần cuối nào, phải ôm và duỗi. Trái ôm và duỗi. Tốt lắm. Nào, đặt tay ra phía sau. Bây giờ tôi muốn bạn xoay chân như thế này. Xoay tròn thế này. 1. Lớn hơn. 2. Lớn hơn. 3. Tốt lắm. 4 và 5. Và ngược lại nào. To hơn. Trong rồi ngoài. Một vòng thật to. Tôi sẽ quay trở lại ngay. Xin chào. Đây là bài tập dễ nhất trong yoga. Và tôi biết bạn đang tập nó rất nhiều, nhiều nữa. Bạn đang chờ tôi, cảm ơn rất nhiều. Nào, ta sẽ thực hiện động tác tiếp theo. Ôm gối phải thế này, bạn thấy không? Và ngồi cao lên, thẳng lưng. Và tôi muốn bạn sẽ xoay nó theo một vòng tròn lớn, ngay đằng trước bạn. Thế thì đầu gối bạn sẽ không di chuyển, chỉ có chân bạn di chuyển thôi, đúng không? Nào, tôi sẽ làm một cái đồng hồ. 1 giờ, 6 giờ, 9 giờ, 12, 3 và 6. Bạn thấy không? 6, 9, 12, 3, 6 này. 9, 12, 3 và 6. Cô thế nào Mary? 9, 12, 3 và 6. Tốt lắm, một lần nữa. 9, 12, 3 và 6. Nào, làm ngược lại nào. 3, 12, 9, 6. 3, 12, 9, 6. 3, 12, 9, 6. Tốt lắm. 3, 12, 9, 6. Một lần nữa. 3, 12, 9 và 6. Thả lỏng và tay ra sau. Hít thở nào. Tốt lắm, nhìn lên, lần nữa. Ôm chân trái nào, thật chặt. Ta sẽ quay vòng đồng hồ, được chưa nào? 9, 12, 3, 6. Được rồi, 9, 12, 3, 6. Tốt lắm, 9, 12, 3, 6. Hai lần nữa, lớn hơn. 9, 12, 3, 6. Một lần nữa, 9, 12, 3, 6. Ngược lại nào. 3, 12,
9, 6, 3, 12, 9 và 6. Tốt lắm. 3, 12, 9, 6. 3, 12, 9, 6. Thêm 2 lần nữa nào. 3, 12, 9, 6. Một lần nữa. 3, 12 và 9 và 6. Thả lỏng, ngửa ra sau, hít thở. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào và từ từ nhìn lên. Tốt lắm. Ta sẽ chuyển qua kỹ thuật gọi là Janusirasen. Rất tốt để giãn gân đùi và giúp giải tỏa những căng cứng nơi lưng. Nhưng những người có vấn đề về lưng, tôi sẽ cho bạn những chọn lựa dễ hơn. Hãy xếp chân như thế này. Sẽ xếp theo hình chữ L. Ở cấp độ của cô ấy thì sẽ dễ hơn. Vì thế những người có vấn đề về lưng cứ cong chân như cô ấy đấy. Bây giờ ôm lấy bàn chân. Ai làm được hãy làm như Mary. Còn ai không thể cứ như thế này. Và bạn làm gì? Cúi đầu xuống, duỗi thẳng chân, nhưng đừng để thân mình quá cao khỏi chân. Tôi muốn bạn giữ như thế này. Hít thở, đầu cúi xuống, thẳng chân ra, duỗi chân ra nào. Cứ từ từ từng tí một, bạn sẽ đạt được kỹ thuật này thôi. Càng ngày càng dễ hơn. Được rồi, cứ từ từ. 3 nhịp thở nữa nào. 2 và 1. Từ từ ngẩng lên và ngồi dậy. Nếu có ai đó trong các bạn có lưng cứng quá, bạn không thể với tới. Bạn thấy chân mình không sao, không sao cả. Hãy cứ mỉm cười dẫu có bất kỳ khó khăn nào. Đó là điều thứ nhất. Và nếu ta có vấn đề mà ta lại không thể xử lý cũng đừng lo lắng. Và bạn có vấn đề và không thể giải quyết cũng đừng lo lắng luôn. Vì lo lắng chẳng thể làm gì tốt đẹp cả. Và nếu bạn không thể giải quyết thì cứ kệ nó. Và này, bạn có thể ngồi lên khăn để tập kỹ thuật này. Bạn thấy không, bạn ngồi thế này thì sẽ cúi dễ hơn. Nào, giờ chúng ta hãy chuyển qua chân trái nào. Chân trái thẳng và chân phải, tốt thôi. Lần đầu tiên tập có thể cong gối thế này, giống như cô ấy đang làm. Nào, tay nắm chặt bàn chân. Dương người dài ra, duỗi thẳng về phía trước. Thả lỏng khuỷu và cúi đầu xuống. Giữ nguyên đó, hít thở. Trong 4 nhịp thở thật dài, để tôi nói bạn nghe. Kỹ thuật này rất tuyệt. Chân bạn sẽ ở đó và hít thở, không phải chỉ là phổi bạn đâu. Tốt lắm, từ từ nhìn lên và thả lỏng. Để tôi hỏi bạn một câu nào. Bạn có hít thở sâu không? Nhớ rằng trong lớp tôi, bạn phải tập trung tất cả vào nhịp thở. Đừng chú ý quá đến động tác. Không làm được không sao cả. Cứ tập trung vào hít thở và nhận thấy cơ thể bạn mở ra tuyệt vời như thế nào. Bây giờ, duỗi thẳng chân nào. Bạn có thể vẫn ngồi trên khăn hay trên chăn. Nhưng nếu bạn có vấn đề về lưng, bạn có thể cong chân thế, thấy không? Rất tuyệt. Và bạn cứ thoải mái, đừng lo lắng gì cả. Và nắm chặt hai bàn chân thế này. Nắm thế này này. Hãy trượt chân ra. Trượt chân ra từ từ và cúi đầu xuống. Đừng ép, cứ giữ nguyên thế, dài người ra. Và chỗ này bạn hít thở dài hơn. Cứ ở đây. Và từ từ nhìn lên. Bây giờ, tôi muốn bạn làm là ngửa ra phía sau một tí. Cong chân thế này và ôm nó từ đằng sau thế này.
nhấc chân lên thật thẳng, lưng thẳng, dài xương sống ra, giữ thế này, dài hơn, giữ lưng bạn thật thẳng nha, tốt, tuyệt lắm, khoảng 10 giây, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, lặp lại nào, cong gối, ôm cả hai bàn chân, và từ từ trượt xuống một tí, thế đủ rồi, đúng rồi, bạn thấy không, cứ mỗi ngày một ít, bạn cũng không cần tập cả tư thế trong một ngày. Vài người tập dễ dàng, người thì không. Nhưng cứ từ từ, và hãy để cơ thể bạn mở ra thật tự nhiên. Hai nhịp thở nữa. Thở sâu hơn, giúp cơ thể bạn mở ra. Nào, từ từ ngẩng đầu lên. Bỏ tay khỏi chân. Dựa ra sau một tí. Nắm lấy cả hai chân. Phía sau gối thế này, và nâng lên. Dài sống lưng ra, giữ nguyên thế hít thở nào. Tốt lắm, dài hơn. Tốt. Giữ sống lưng thẳng. Cứ giữ thế trong 10 giây. 9, tốt lắm, 8. Tốt. Để xương sống dài ra, đừng cong lưng. 5 giây nữa. 4. Tuyệt lắm. 3. Tốt. 2. Tốt. Và từ từ hạ chân xuống. Bạn thấy không? Kỹ thuật này cũng giúp khớp khỏe hơn, khiến cơ khỏe hơn, giúp tạo một đường thẳng. Bây giờ thả lỏng thế này. Và hít thở sâu. Hít vào. Và thở ra. Hít vào. Và thở ra. Và từ từ ngẩng đầu lên. Ta sẽ kéo chúng lại với nhau. Lần này thật sát vào. Thế này này. Và bạn thấy không? Đầu gối phải áp sát đất. Nếu gối cao thế này, không sao. Dùng cùi chỏ để đẩy chúng. Và thế này. Cứ cử động thế này. Nó gọi là bươm bướm. Vì thế hãy bay nhanh lên. Bay, bay, bướm bay. Nào. 10, 9, 8, 7, 6. Bạn nhìn rất dễ thương đấy. Bạn nhìn dễ thương lắm. Và bạn tập thế này sẽ vui hơn. Và chú ý đến hơi thở. Có thể bạn thở rất nhanh đó. Từ từ thôi, cứ từ từ. Bạn phải hít thở chậm hơn. Được không? Cứ thở từ từ. Có thấy không? Có nhiều người cứ thúc đẩy bản thân mình. Và lại thúc nhiều quá. Thật là không tốt đâu. Họ có thể thúc bản thân mình thật nhanh, nhưng hơi thở phải được điều khiển nhẹ, thật cân bằng. Bạn có thể tập kỹ thuật này khi vội vàng làm gì đó, hít thở sâu hơn, nhưng để cơ thể mình hoạt động nhanh. Và ta sẽ dùng hai ngón tay để nắm cả hai ngón cái như thế này. Thế này giống như massage. Khi bạn nắm hai ngón cái, thực ra bạn đã massage dây thần kinh nối với cổ và não. Bạn thấy không? Cả ngàn năm trước mà yoga đã tập nắm như thế này. Bạn có thể tưởng tượng họ thông thái thế nào không? Nào, nắm chặt. Và tôi muốn bạn làm là lưng thật thẳng. Xương sống dài ra. Dùng tay ấy, dùng tay để kéo lưng thẳng ra. Rất tốt, dựa ra sau một chút và mở chân ra nào. Rộng hơn, tốt lắm. Nhưng bạn không thể làm hả? Không sao, giữ thế này. Cứ thế này, được không? Như Danila, bạn thấy không? Thấy vui vẻ giữ thăng bằng thế nào không? Đây là tư thế mà em bé cũng vẫn hay làm ấy nhỉ? Em bé đùa với bàn chân mình. Nào, hạ xuống lại. Giữ nguyên và xem lưng mình. Giữ lưng thật thẳng nha. Tốt. Xương sống dài ra. Và làm lại nào. Mở rộng chân ra nữa. Tuyệt vời. Hãy cứ giữ như cô ấy thật thoải mái. 10 giây. Và bạn giữ thăng bằng cơ thể mình. Có thể bạn sẽ bất ngờ ngã xuống. Ấy, có vài người ngã ra sao kìa. Thế này này, bạn cứ ngồi dậy và ngồi dậy lại. Nó sẽ rất tuyệt đấy. Cứ để nó đấy. Cứ để nó đấy. 10 giây nào. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Và từ từ hạ xuống. Ngồi cao lên, lưng thẳng.
và ta sẽ tập bài tập cho gối. Nào, ngồi thẳng lên, cứ nghĩ đến chuyện hạ gối xuống, tập luyện chúng, tập trung vào đùi trong. Giữ thế này, tôi sẽ trở lại ngay. Chào các bạn. Đôi khi bạn ngồi thế này, và nếu có thể, bạn nên đặt hai chân hai bên. Và bạn thấy chân mình thế nào không? Thấy không nào? Nó sẽ giúp chân bạn thẳng ra, nặng một chút, để đùi trong mở ra. Một bài tập tuyệt vời. Chỗ này cần phải khỏe. Nếu như chỗ này cứng quá, nó sẽ gây lực ép lên gối và sẽ khiến ảnh hưởng toàn bộ chân. Nào, ta hãy ngồi tư thế kim cương và tập massage. Ngồi trong tư thế kim cương. Ngồi cao lên thẳng lưng. Tư thế này bạn có thể tập ngay cả khi không có trong lớp yoga. Có thể là sau bữa trưa, sau bữa tối, ngồi xuống hoặc là lúc xem TV. Ngồi xuống thế này và xem. Và thế này cũng tốt khi bạn cử động thân mình. Và tay bạn thế này, bạn thấy không? Đây là bài massage rất tốt cho bụng của bạn. Trong vài phút, thức ăn sẽ tiêu hóa hết. Hãy thử tư thế này. Sau khi ăn xong, ngồi thế này và chuyển động thân mình trong 2 phút thế này. Thế này rất tốt. Nó sẽ tạo ra lửa bên trong ấy. Và bạn sẽ nghe tiếng rock, rock. Nào, bây giờ ta sẽ tập massage cho bàng quang, cho hệ thống tiết niệu. Nắm ngón cái lại và bọc nó bằng 4 ngón kia thế này, đâu vào nhau, vào nhau, và đặt ngay dưới rốn. Không không, ngay dưới rốn. Sao rốn bạn cao vậy? Không phải ở đó, ngay dưới rốn. Nắm chặt tay. Tốt. Khi hít vào, ngước cằm. Khi thở ra, cúi xuống. Nắm tay chặt. Chạm đầu xuống sàn. Thở ra, lại hít vào, ngẩng lên. Rất tốt cho vùng bụng và lưng. Thở ra, nắm chặt, cúi xuống. Hít vào, ngẩng lên. Thế này sẽ giúp massage đường tiết niệu, bàng quang, giải tỏa sức ép. Thở ra, giải tỏa tất cả những căng thẳng. Hít vào, tốt, cứ tiếp tục nha. Có nhiều người nghĩ rằng chỉ có cổ là chịu nhiều sức ép, hay chỉ ở lưng. Không, không phải vậy đâu. Sức ép có thể làm tổn hại đến cơ quan nội tạng. Vì thế, thực hiện yoga mỗi ngày sẽ giúp giải tỏa tất cả các căng thẳng và sức ép. Bạn sẽ không tích tụ lại qua ngày, nhiều ngày, không tốt đâu. Đây là một kỹ thuật đơn giản để giúp thanh lọc cơ thể và làm nó khỏe hơn. Nhiều năng lượng. Tuyệt vời, lần cuối nào. Nắm chặt tay. Và khi bạn thở ra, cúi xuống, bạn giữ nguyên thế. Cúi đầu xuống. Giữ nguyên, nắm chặt tay. Hít thở, giữ đó 10 giây. 9. Bạn rất dễ thương. Nhìn tôi hướng này và tập thế, rất dễ thương. 5 giây nữa. 4. 3. Và từ từ ngẩng đầu lên. Rất tốt. Thả lỏng tay được không nào? Nhưng đừng ăn no quá rồi tập kỹ thuật này. Rất tốt khi tập vào buổi tối hay buổi sáng sớm. Ngay cả khi bạn bị đau lưng, vẫn có thể tập tư thế này, sẽ giải tỏa mọi căng thẳng. Nào, bây giờ ta sẽ tập thế thằng lằn, là con thằng lằn ấy. Và bạn sẽ mở ngực ra, mở bả vai. Nào, quỳ lên gối thế này. Điều bạn sẽ làm là buông khuỷu xuống thế này, ngay chỗ này. Bạn nhích về phía trước một tí để có thể dựa. Và bạn tập thế nào? Từ từ hạ ngực xuống như thế này. Và dậy. Thẳng người. Dây bạn sẽ mở ra, nhưng vài người quá cứng thì họ sẽ ở đây không xuống được. Không sao cả, cứ tập, nhớ hít thở. Khi bạn hít thở, sẽ thấy thân thể mình mở ra và từ từ lên. Tốt lắm, cứ làm thế 4 lần nữa.
Mary làm nào thở ra. Cô ấy như con thằn lằn bò ra khỏi trần nhà, thấy không? Và hít vào đẩy lên. Thở ra hạ xuống. Cứ thế bạn thấy không? Tập luyện thì ngực bạn sẽ hạ xuống thôi. Vai mở ra, hít vào cứ tiếp tục. Thế thì chuyện gì sẽ xảy ra cho người bị vai rụt thế này? Rất tệ, đây là một kỹ thuật tốt, giúp mở rộng. Nhưng hãy cho thời gian, đừng ép mình, từ từ cứ hít thở và để thân thể mình mở ra. Tốt, bạn còn 3 lần nữa, hạ ngực xuống và lên. Bạn còn 2 lần thở ra xuống và lên. Một lần nữa, thở ra và giữ nguyên, hít thở. Tốt. Từ từ ngẩng đầu dậy và trở lại ngồi thế này, tuyệt lắm. Bạn thấy không, rất tốt cho vai. Lưng cứng thế này, vai rụt này, rất tốt. Nào, ta sẽ tập thế tiếp theo. Ta sẽ làm thế tấm dáng. Khi ở thế đó, sẽ hạ xuống, hạ gối xuống, ngực và cằm. Nào, tập theo tôi, quỳ lên. Thế này, tôi muốn bạn nâng gối lên khỏi sàn. Đúng rồi, giữ nguyên đó. Tay khỏe hơn, thấy không? Đừng dựa tới trước, cũng không ra sao. Cứ giữ nguyên thế. Tốt lắm, được không? Tay khỏe, hạ gối xuống, ngực và cằm. Tốt lắm. Áp hông xuống nào. Và rắn hổ mang, đẩy ngực mở ra. Được không? Tuyệt lắm. Chống mũi chân lên, nhấc gối lên khỏi sàn, để thế này, thế tấm dáng. Cứ giữ thế này. Mary, cô thấy thế nào? Và điều này sẽ giúp tay bạn thật đẹp. Được không? Hạ gối xuống, ngực và cằm. Rắn hổ mang, mở ngực ra. Được chứ? Tấm dáng. Được rồi, hãy làm lần nữa. Hạ gối xuống, ngực và cằm. Rắn hổ mang. Tốt. Rồi tấm dáng. Nào giữ thế này trong 20 giây. Được không? Thẳng người. Tốt. Nào, 10 giây. 9. Đừng bỏ cuộc. Giữ đó. Tôi thấy vài người hạ gối xuống rồi đấy. Đừng như thế. Nào, 5 giây nữa. 4, 3, 2. Hạ xuống và đứa trẻ. Thấy có khỏe không? Bạn thấy đó. Giữ thế như vậy sẽ tạo mật độ xương nhiều hơn. Xương bạn sẽ to hơn. Được chưa nào? Một kỹ thuật rất tốt. Nào, từ từ ngồi dậy. Bây giờ, ta sẽ tập một tư thế kết hợp giữ thế này và dặn sang hai bên. Rất tốt, bắt đầu. Thế này, tấm dáng, hạ đầu gối, hạ ngực và cằm. Rắn hổ mang. Tốt. Tấm dáng. Nào, chỉ hạ đầu gối bên phải xuống thôi. Và đưa tay trái thẳng lên. Mở ngực ra. Mắt nhìn theo tay. Giữ thăng bằng và hít thở. Tốt lắm. Trở lại nào. Tấm dáng. Hạ đầu gối, ngực và cằm. Rắn hổ mang. Tấm dáng. Giữ nguyên thế. Hạ đầu gối trái. Tay phải duỗi thẳng. Mắt nhìn theo tay. Mở ngực ra. Đẩy hông tới trước và mở ra. Nào, tốt lắm. Ta sẽ làm một lần nữa, được không? Tấm dáng, gối, ngực và cằm. Rắn hổ mang. Tấm dáng và cạnh dáng. Hạ đầu gối, tay lên nào. Bạn thấy không?
tốt lắm. Bạn học được rất nhiều từ yoga. Thế nào là tấm gián? Thế nào là rắn hổ mang? Thế nào là thằng lằn cảnh gián? Nào, tiếp tục nào. Làm tấm gián nào. Gối, ngực và cầm xuống. Rắn hổ mang, tấm gián, cảnh gián. Đặt gối trái xuống, tay lên, giữ thế này. Mở ngực, đẩy hông tới trước. Mở ngực trong 4, 3, 2, dai rộng ra, mở dai nha. Đừng thế này, rộng ra, 2. Và thế này, tấm dáng. Hạ người và đứa trẻ. Trong yoga, bạn sẽ làm cho cơ bắp của bạn trở nên săn chắc. Bạn có thể có hình thể đẹp. Ngay cả nam giới cũng sẽ có được cơ bắp nảy nở. Còn đối với nữ thì nó sẽ làm cho các cơ săn chắc. Bạn có muốn giống tôi không? Nhưng cơ bắp sẽ thon hơn, dẻo dai. Rất tốt, không chỉ cho tính linh hoạt của bạn. Tập yoga để cân bằng trí não, hệ thống thần kinh và mọi phần của cơ thể cũng đều tập luyện. Được không nào? Bây giờ, từ từ dậy nào. Mary, cô cảm thấy tay mình thế nào? Tốt chứ? Đúng, bạn sẽ thấy nó săn chắc. Nào, bây giờ hãy nằm xuống. Nghiêng như thế. Rồi nằm ngửa ra. Nào, ôm cả hai gối. Từ đằng sau gối, ôm lấy nó. Ôm cả hai chân thế. Rồi lăn. Lăn và ngồi dậy. Đúng rồi, và quay trở lại. Lăn. Đúng rồi, lại nào. Hãy cứ lăn thế, tốt lắm. Tôi chắc chắn bạn sẽ thích thế này. Tốt lắm, thêm 5 lần nữa nào. Cứ lăn. Nữa. 4. Tốt lắm. 3. Nữa. 2. Tốt lắm. Và 1. Lăn và nằm ngửa ra. Và hai tay hai bên. Quan sát hơi thở. Mở chân ra thế này. Tay hai bên. Và theo dõi hơi thở của mình. Nghỉ ngơi. Và tôi sẽ trở lại ngay. Xin chào các bạn. Hãy tỉnh dậy. Tỉnh dậy nào. Bạn sẽ thấy tư thế này sẽ khiến ngủ rất ngon. Nào, thức dậy nào. Thức dậy nào. Tuyệt lắm. Mở mắt ra đi các bạn. Khép hai chân sát vào nhau, trong khi tay vẫn duỗi thẳng. Bạn sẽ quay chân. Chân bạn sẽ quay. Nào, hai tay khép. Bạn sẽ làm động tác xoay chân. Hai tay hai bên. Và bạn sẽ nhấc chân phải lên. Đưa chân cao lên. Và 12 giờ, 3 giờ và 6 giờ. Nào, để nó gần mặt đất. Từ từ 12 giờ, to ra 3 và 6. Tốt lắm, giúp cho các khớp hông của bạn khỏe hơn. Tiếp tục nào. Tuyệt lắm. Và dòng ra cao hơn tí nữa nào. Nhưng đừng đưa ra quá, cứ xoay vòng. Tốt lắm, rất tốt. Tốt. Hai lần nữa nào. Rộng ra, tốt. Một, tuyệt vời. Bây giờ ngược lại nào. Ngoài. Vào trong nào. Bạn thấy không? Khớp này như thế này. Như quả bóng ấy. Bạn càng cử động nhiều, nó sẽ càng trơn tru. Không tập sẽ khiến nó cứng lại và sẽ có vấn đề. Cứ tập chúng. Nào, hai lần nữa nào, rộng hơn. Một lần. Tuyệt vời. Và hạ xuống. Nào, ta sẽ làm với chân kia. Rất may là ta có hai chân. Nào, trong. Ngoài,
rộng ra. Đúng rồi, lên và ra ngoài, nhưng đừng mở rộng quá. Lên và ngoài, tốt lắm. Lên và ngoài. Bạn còn 3 lần nữa, rộng ra. 2 lần, tốt lắm. Và 1. Cô thấy thế nào Mary, được chứ? Tốt. Bây giờ ta làm ngược lại, ngoài vào trong, rất tốt. Ngoài vào trong. 3 lần nữa, ngoài vào trong. 2 trong. Và 1 lần cuối, ngoài vào trong. Rất tuyệt, thả lỏng nào. Tốt, 2 lần thở. Tuyệt lắm. Bây giờ ta tập cả 2 chân. Đặt 2 tay của bạn xuống dưới lưng như thế này. Trong yoga người ta thường nói, hãy quý trọng thân thể mình. Một khi bạn bắt đầu yêu cơ thể mình, nó sẽ trở nên rất trẻ. Bây giờ, đặt 2 tay dưới lưng. Xoay chân ra ngoài nhé. Như thế này. Rộng ra. Ra ngoài. Tốt lắm. Tuyệt lắm. 2 chân lên và ngoài. Bạn thấy không? Tốt lắm. 3. Nào, từ từ. Tốt lắm. 4. Từ từ. 5. Và bạn muốn nghỉ chưa? Hạ chân xuống nha. Nào, bạn có cảm thấy cơ bụng của mình đang hoạt động không? Nào, lên. Lên, giống như thế, nhưng ngược lại, lên và mở ra. Rất tốt. Tuyệt lắm, 3 lần nữa. Chậm chậm thôi, thật chậm. Tập luyện khớp nào. Tốt, mở ra. 2 lần cuối, lên và mở ra. Lần cuối, lên và mở ra. Hạ xuống và thả lỏng. 2 chân lúc nào cũng hơi dang ra. Tay lúc nào cũng để hai bên thế này. Lòng bàn tay ngửa lên thế này. Rất tuyệt. Vai hạ xuống. Tốt lắm. Và đầu, thấy không? Vài người sẽ làm thế này. Không tốt tí nào. Rất nhiều sức ép. Luôn kiểm tra xem cổ thẳng chưa và cằm hướng về phía ngực. Tốt lắm. Còn 3 nhịp thở. 2. Nhớ là bụng sẽ nâng lên khi hít vào và hạ xuống khi thở ra. Tốt lắm. Nào, ta tư thế cho bụng. Nó sẽ khiến tống ra hết khí trong bụng. Hít vào thật sâu. Ôm chặt 2 đầu gối, nâng đầu lên. Rất tốt, bạn thấy không? Ôm chặt thế và giữ nguyên tư thế trong vòng 10 giây. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, thở ra, duỗi chân ra. Nào, hít vào thật sâu và ôm chặt chân thật chặt, ngẩng đầu lên. Nhấc đầu lên cũng rất tốt cho lưng. Giải tỏa tất cả những ép cơ nơi lưng. Cúi cằm xuống là bạn đẩy khí, chất độc ra ngoài. Nào, thở ra nằm xuống. Làm lại 2 lần nữa. Hít sâu hơn và ôm chặt chân hơn. Hãy cảm nhận sự co cơ nơi mặt và cổ. Không có gì xảy ra đâu. Nào, cố lên. Lên nữa. Lên nữa. Chặt hơn nữa. 5 giây. 4, 3, 2 và thở ra. Còn 1 lần cuối. Hít thở thật sâu. Hít vào và ôm thật chặt. Cảm nhận sức ép thật chặt, như bạn yêu chân mình lắm vậy đó. Ôm chân mình thật chặt, thật cứng. 5, 4, 3, 2, 1. Và bạn thả ra, thư giãn. 2 chân hơi dang ra, thở 2 nhịp. Tốt lắm. 1 lần nữa. Tốt. Giờ chúng ta nằm nghiêng, chống cùi chỏ thế này. Chúng ta sẽ tập một thế tên là Anantasin. Một tư thế rất tuyệt vời. Nào, nằm trên cùi chỏ, thư giãn nha. Và điều bạn làm là thẳng chân thế này. Dồn trọng lực cơ thể lên hông, xương hông. Bạn có thể cảm thấy xương và mở chân ra thế này. Bạn sẽ đưa chân lên
Tốt, hít vào. Rất tốt. Và thở ra. Tốt, hít vào. Tốt, tay không làm gì cả, chân lên và thở ra. Tốt, ba lần nữa. Cao lên và thở ra. Hai lần nữa, cao lên và chân bạn thật thẳng. Tốt, nó khiến giãn ra, thở ra. Vài người chân sẽ thế này, không thể thẳng chân, không sao cả. Thế này giống chó, nhưng cũng không sao. Hạ xuống, hít vào. Nhấc cao lên, thẳng lên, giữ nguyên. Nếu bạn có thể nắm lấy chân, cứ nắm lấy và giữ chân thật thẳng. Bạn thấy xương dưới đó, không thế này nha. Bạn đang ở trên xương, xương hông. Cứ thế cao lên. Trong 10 giây, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, thả ra. Nào, co cả hai chân lại và ngồi lên. Bạn thấy không? Đây là tư thế Gandhi. Gandhi đã từng thuyết giáo nhiều nơi và cũng có nhiều hình ảnh của ông trong tư thế này. Rất bình tĩnh, rất mạnh mẽ, rất tự tin. Nào, đổi tư thế sang chân kia nào. Bên kia, thẳng chân. Cứ thả lỏng tay. Cả phần thân trên của bạn dựa trên cùi chỏ. Chân lên, như thế đấy. Cứ thế. Nào, hít vào, nâng chân lên. Và hạ xuống, thở ra. Tốt, hít vào, lên. Và thở ra. Tốt, hít vào, lên. Và thở ra. Tốt, hít vào, lên. Và thở ra. Tốt lắm, hít vào, lên. Và thở ra. Lần cuối nào. Tốt, hít vào, lên. Và giữ nguyên, hít thở. Giữ chân và nằm trên xương khớp. Giữ thẳng chân trong 10 giây nhé. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và thả xuống. Giờ trở về tư thế ngồi ban đầu. Ngồi dậy nào, hít thở 2 nhịp. 1 nhịp nữa. Ngồi lại nào. Bạn có thể ngồi lên trên khăn lông hay chăn đắp. Cứ ngồi thế. Giữ nó hơi ra ngoài một tí. Để sau khi hít thở xong, tôi muốn bạn nằm xuống. Kỹ thuật hít thở này gọi là kỹ thuật hít thở primary. Nếu bạn thấy nhiều áp lực quá và bạn muốn đi ngủ, không đời nào được. Bạn sẽ lăn qua lăn lại, nhiều căng thẳng quá. Kỹ thuật này sẽ làm êm dịu tế bào não, bỏ đi tất cả những căng thẳng và mệt mỏi. Vào ban đêm, bạn tập nó 5 phút và nó sẽ khiến bạn ngủ như một đứa trẻ. Nào, sử dụng hai ngón cái. Sử dụng hai ngón cái của bạn, bịt chặt vào hai tay. Bạn đẩy chúng vào, mạnh đến mức bạn không thể nghe thấy gì nhé. Nhưng khoan, đừng làm bây giờ. Không không, nghe tôi đã, nghe cái đã. Và đầu tiên bạn làm là thế này. Bạn hãy giữ tay thế nào, bịt thật chặt đến nỗi bạn không nghe thấy gì hết. Cứ giữ thế này và tiếp tục hít thở. Liên tục tập nhé. Ít nhất là 5 phút. Nào, hãy xem tôi làm trước. Tôi muốn bạn tập nó liên tục và sau đó bạn có thể nằm xuống và ngủ. Và bạn sẽ làm thế này. Hai ngón cái bịt tay như thế, cùi chỏ nâng cao, bịt thật chặt và hít thở thật sâu. Và khi thở ra, bạn ngậm thật chặt môi. Để lúc đó, bạn sẽ nghe thấy tiếng rung lên của môi. Và thank you.
Ủa, bạn làm rồi sao? Tôi tưởng bạn không thể nghe tôi nói chứ. Bạn bịt tay chặt lại, cứ giữ thế và tiếp tục thở. Và làm tiếng đó, ít nhất giữ trong 5 phút nha. Và rồi nằm nghỉ nha. Xin chào. Hít thở chính là năng lượng cho cơ thể bạn. Hãy cùng tập với tôi để học được nhiều hơn. Xin chào.